Mến chào các em học sinh đến với buổi dạy học trên truyền hình hôm nay. Cô xin được tự giới thiệu, cô tên là Nguyễn Thị Kim Dung, hiện đang công tác tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Thọ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề Văn học yêu nước chống Pháp nửa cuối thế kỷ 19. Để bắt đầu cho buổi học ngày hôm nay, ngay bây giờ cô mời các em đến với một đoạn video và các em hãy chú ý sự kiện gì được nhắc đến trong đoạn video này nhé. Đây là nơi con sông Hàn chảy ra biển cả. Đây là nơi diễn ra những sự kiện lịch sử quan trọng của nước ta thời cận đại và hiện đại. Từ nơi đây, người Đà Nẵng đại diện cho nhân dân cả nước và cùng nhân dân cả nước đứng lên chống giặc ngoại xâm, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Từ giữa thế kỷ 19, các đế quốc phương Tây đua nhau đi tìm thuộc địa và nước ta đã rơi vào tầm ngắm của thực dân Pháp và Tây Ban Nha. Sau một thời gian vừa chuẩn bị kỹ lưỡng, vừa thăm dò khiêu khích, đến ngày 1 tháng 9 năm 1858, Liên quân Pháp-Tây Ban Nha nổ súng xâm lược nước ta tại Đà Nẵng với cái cớ của kẻ ngạo mạn, mở cửa tự do buôn bán và truyền đạo. Với đoạn video vừa rồi, có lẽ các em cũng đã nhận ra một địa danh được nhắc đến, đó chính là Đà Nẵng. Địa danh này đã ghi dấu ấn trong lịch sử của dân tộc ta bởi sự kiện vào ngày 1 tháng 9 năm 1858, thực dân Pháp đã nổ tiếng súng đầu tiên vào bán đảo Sơn Trà ở Đà Nẵng, đánh dấu cuộc xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta. Vậy, tình hình đất nước ta lúc ấy như thế nào? Cô mời các em cùng đến với nội dung đầu tiên của buổi học, đó chính là phần khái quát chung. Ở năm học lớp 10, các em đã được học bài khái quát về văn học Việt Nam từ giai đoạn thế kỷ thứ 10 cho đến hết thế kỷ 19. Trong bài học này, chúng ta đã tìm hiểu 4 giai đoạn nhỏ và ngày hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng ôn lại giai đoạn nửa cuối thế kỷ 19. Trước hết, chúng ta cũng đi vào tìm hiểu bối cảnh lịch sử trong giai đoạn văn học này. Như chúng ta đã biết, chế độ phong kiến lúc bấy giờ đã suy tàn, thối nát. Thực dân Pháp bắt đầu xâm lược nước ta và triều đình từng bước đầu hàng. Chính vì vậy mà nhân dân đã vùng dậy đấu tranh bằng nhiều hình thức, từ đấu tranh quân sự, chính trị cho đến chiến đấu bằng hồi bút văn thơ. Sự phong phú và đa dạng trong hình thức đấu tranh ấy đã khiến cho nền văn học lúc bấy giờ phân hóa thành nhiều khuynh hướng. Chúng ta có thể kể đến các khuynh hướng sau: khuynh hướng yêu nước chống Pháp, khuynh hướng hiện thực trào phúng, khuynh hướng thoát ly hưởng lạc và khuynh hướng nô dịch. Trong 4 khuynh hướng mà cô vừa nêu, có lẽ khuynh hướng yêu nước chống Pháp được chú ý hơn cả. Bởi khuynh hướng này đã đem đến cho văn học một luồng sinh khí mới, một sức sống mới với tên tuổi của các nhà nho yêu nước như Nguyễn Đình Chiểu, Phan Văn Trị, Nguyễn Thông hay Nguyễn Khuyến, v.v. Và cũng trong giai đoạn này, nền văn học của chúng ta cũng đã lưu lại dấu ấn với những đặc điểm như sau. Thứ nhất, văn thơ yêu nước gắn liền với vận mệnh dân tộc. Văn thơ yêu nước đã tham gia gánh vác nhiệm vụ của dân tộc trong một giai đoạn lịch sử bi tráng. Chính vì vậy mà văn thơ yêu nước đã gắn liền với cuộc sống dân tộc và con người vĩ đại. Ở đặc điểm thứ hai này, chúng ta có thể thấy văn thơ yêu nước đã trở thành một cuốn sử thi của thời đại, ghi chép lại một cách cảm động, trung thành cuộc đấu tranh của dân tộc. Với những con người tiêu biểu như người sĩ phu, người trí thức bất hợp tác với giặc, hay người nông dân, người nghĩa sĩ. Và đặc điểm cuối cùng của văn học yêu nước chống Pháp trong giai đoạn này chính là văn thơ yêu nước là bản anh hùng ca. Vì sao cô lại nói như vậy? Bởi cuộc đấu tranh trong giai đoạn này rất hào hùng nhưng không tránh khỏi thất bại. Âm hưởng chung của văn thơ yêu nước trong giai đoạn này là âm điệu đau thương nhưng anh dũng. Thậm chí cái buồn, cái bi cũng không gây sự phẫn uất. Do đó, nó là một âm điệu bi hùng. Như vậy, với phần khái quát chung vừa rồi,
Chúng ta đã phần nào cảm nhận được tình hình đất nước lúc bấy giờ, cũng như thấy được những đặc điểm về nền văn học yêu nước chống Pháp. Trước tình hình đất nước lâm nguy, vận mệnh dân tộc như nghìn cân treo sợi tóc, dòng văn học yêu nước trỗi dậy mạnh mẽ và cuộn chảy theo nhiều hướng. Trong bài học này, chúng ta sẽ tập trung tìm hiểu hai thái độ của sĩ phu yêu nước trước thời thế qua hai tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Duộc của Nguyễn Đình Chiểu và Câu cá mùa thu của Nguyễn Khuyến. Cô xin được giới thiệu với các em, đây là chân dung của hai tác giả mà cô vừa nhắc đến. Và hai tác giả này cũng chính là hai tác giả tiêu biểu cho hai thái độ của sĩ phu yêu nước trước thời thế trong bài học ngày hôm nay. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu vài nét chung về hai tác giả. Giữa Nguyễn Đình Chiểu và Nguyễn Khuyến có rất nhiều điểm chung. Dù là kẻ phương Nam, người đất Bắc, nhưng cả hai đều là những nhà nho bước chân ra từ cửa Khổng Sân Trình. Họ đều có tài năng, có tấm lòng yêu nước thương dân. Điều đó được thể hiện rất rõ qua sự nghiệp sáng tác của họ và được cụ thể hóa qua những bài thơ. Có thể thấy, Nguyễn Khuyến đã từng thể hiện tâm trạng đau đáu của mình về đất nước qua bài thơ Cúc Kêu Cảm Hứng. Có phải tiết xuân mà đứng gọi hay là nhớ nước vẫn nằm mơ? Còn đối với Nguyễn Đình Chiểu, trong bài Chạy Giặc, ông cũng đã thể hiện được nỗi niềm của mình, sự đau đớn của mình trước tình cảnh nước mất nhà tan. Bến ghé của tiền tan bọt nước, đồng nai tranh ngói nhớ màu mây. Bên cạnh đó, hai tác giả còn có những điểm chung nữa, đó chính là thái độ kiên quyết bất hợp tác với thực dân Pháp, cùng về quê dạy học và sống thanh bạch ở quê nhà. Trong bài thơ Ngày Xuân Răng Con Cháu, Nguyễn Khuyến đã từng thể hiện nỗi niềm của mình. Sách vở ít gì cho buổi ấy, áo xiêm nghĩ lại thẹn thân già. Hay trong Dương Từ Hà Mậu, Nguyễn Đình Chiểu cũng đã thể hiện rất rõ quan điểm của mình. Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẩm, đắm mấy thằng gian bút chẳng tà. Với những vần thơ vừa rồi, cô hy vọng các em sẽ phần nào hiểu được những điểm chung về hai tác giả của chúng ta. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với nét riêng của chủ nghĩa yêu nước qua hai tác phẩm. Tác phẩm đầu tiên mà cô muốn giới thiệu với các em đó là bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Duộc của tác giả Nguyễn Đình Chiểu. Đây là một án văn rất nổi tiếng bởi tác giả đã xây dựng được, đã thể hiện được vẻ đẹp của người nghĩa sĩ nông dân trong buổi đầu chống Pháp. Nói đến Nguyễn Đình Chiểu, chúng ta không thể không nhắc đến những đóng góp của ông cho lịch sử nước nhà. Và ông chính là một trong những nhà nho tiết tháo yêu nước thương dân. Ông cũng là một trong những lá cờ tiên phong trong phong trào thơ ca yêu nước chống Pháp ở Nam Bộ trong những buổi đầu. Những đóng góp ấy của ông đã khiến cho người người ngưỡng mộ và ngợi ca. Vì vậy, khắp nơi, nhất là ở các tỉnh mà ông đã từng sinh sống, đã có rất nhiều những bia tưởng niệm, những nơi ghi lại dấu ấn của ông. Với tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Duộc, Nguyễn Đình Chiểu đã viết theo yêu cầu của Đỗ Quang là Tùng Phủ Gia Định lúc bấy giờ, để tế những nghĩa sĩ đã hy sinh trong trận tập kích đồn quân Pháp ở Cần Duộc vào ngày 16 tháng 12 năm 1861. Bài Văn tế là nỗi niềm, là tiếng khóc bi thương của tác giả cũng như của nhân dân dành cho những người nghĩa sĩ. Qua bài Văn tế, vẻ đẹp của người nghĩa sĩ nông dân trong buổi đầu chống Pháp hiện lên rất rõ nét. Tác giả đã xây dựng được hình tượng một người nông dân từ cuộc sống lao động khổ cực đến cuộc đời chiến đấu anh dũng vẻ vang. Trước khi vào trận đánh, người nông dân được đặt trong hoàn cảnh bão táp của thời đại. Hỡi ôi, súng giặc đất rền, lòng dân trời tỏ. Họ chỉ là những người nông dân hiền lành, côi cút, chỉ biết làm ăn, chỉ biết ruộng trâu, làm bộ. Họ chưa hề biết đến trường nhung cung ngựa. Việc cuốc, việc cài, việc bừa, việc cấy, tay vốn quen làm. Tập khiên, tập súng, tập mát, tập cờ, mắt chưa từng ngó. Chính vì vậy, khi thực dân Pháp sang xâm lược nước ta, thái độ ban đầu của họ chính là sự lo sợ, phập phồng hơn 10 tháng. Và họ chỉ biết chờ đợi,
chờ đợi tin tức từ triều đình. Thế nhưng trong tinh quang như trời hạn trong mưa, triều đình vẫn bạc vô âm tín. Không những vậy, họ còn phải chứng kiến những hành động ngang ngược, độc ác của kẻ thù. Bọn chúng đang giày xéo quê cha đất tổ. Bọn chúng đã tàn sát người dân vô tội, đã cướp đi cuộc sống yên bình của những con người nơi đây. Vì vậy mà những người nông dân căm thù bọn chúng đến tột độ. Muốn tới ăn gan, muốn ra cắn cổ. Và họ căm ghét bọn giặc như loài cỏ dại mọc trên ruộng lúa. Ghét thối mọi như nhà nông ghét cỏ. Họ muốn nhổ sạch loài cỏ xấu xa ấy khỏi ruộng lúa, khỏi quê hương của mình. Chính vì vậy mà họ đã tự nguyện đứng lên chiến đấu giết giặc. Nào đợi ai đòi ai bắt, phen này sinh ra sức đòn kình, chẳng thèm trốn ngược trốn xuôi, chuyến này dốc ra tay bộ hổ. Và họ đã xông vào trận đấu. Khi vào trận đánh, người nông dân chiến đấu vô điều kiện, chỉ với tinh thần mến nghĩa mà làm quân chiêu mộ. Vốn xuất thân từ những người nông dân chân chất hiền lành, nên vũ khí của họ khi tham gia vào trận đấu chỉ là một manh áo vải, một ngọn tầm vong hay là một rơm con cúi, một lưỡi dao phai. Điều kiện chiến đấu vô cùng thiếu thốn như vậy, ấy vậy mà họ vẫn chiến đấu rất anh dũng. Họ đã đạp rào lướt tới, coi giặc cũng như không. Họ đã xô cửa xông vào, liều mình như chẳng có. Tinh thần ấy, khí thế ấy đã khiến cho bọn giặc vô cùng khiếp sợ. Và họ cũng đã lập được những chiến công rất đáng tự hào. Đã đốt được nhà dạy đạo kia, đã chém được đầu quan hai nọ. Khi vào trận đấu, chúng ta những tưởng với điều kiện chiến đấu thô sơ thiếu thốn như vậy, thì những người nông dân nghĩa sĩ sẽ phải chịu thất bại ngay từ những giây phút đầu của trận đánh. Nhưng không, những con người bình thường nhưng không tầm thường ấy đã chiến đấu rất anh dũng và họ đã hy sinh. Sự hy sinh của họ, vẻ đẹp của họ đã được Nguyễn Đình Chiểu tạc nên thành bức tượng đài nghệ thuật bi tráng về người nông dân nghĩa sĩ. Có thể nói, lần đầu tiên trong văn học trung đại, người nghĩa sĩ nông dân xuất hiện và trở thành nhân vật trung tâm của tác phẩm. Bởi lẽ, trong văn học trung đại, trước khi Nguyễn Đình Chiểu sáng tác, chưa có tác phẩm nào tập trung khắc họa vẻ đẹp của những người nông dân nghĩa sĩ như Văn tế nghĩa sĩ Cần Duộc. Họ bình dị trong cách xuất thân nhưng kiên cường trong chiến đấu và sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc, trở thành những anh hùng chiến bại trong thời đại sóng gió bão táp, trong những giờ phút sống còn của đất nước. Tinh thần yêu nước và tự nguyện chiến đấu của họ trong bối cảnh thời đại khổ nhục nhưng vĩ đại đã góp phần tạo nên âm điệu bi tráng của bài văn, bởi họ đã bị những người vốn được xem là phụ mẫu chi dân ấy bỏ mặc khi giặc giã đến gần. Họ phải tự mình gánh lấy trách nhiệm vốn không thuộc về họ. Họ tự nguyện chiến đấu mà không cần trang bị binh pháp hay vũ khí. Những người nông dân ấy chỉ vì mến nghĩa mà làm quân chiêu mộ để bảo vệ tấc đất ngọn rau ơn Chúa, bảo vệ nền văn hóa cổ truyền của dân tộc. Họ nhận thức được lẽ vinh nhục ở đời, để rồi tất cả những điều đó trở thành niềm tin, trở thành động lực, thành sức mạnh để họ chiến đấu và hy sinh. Với ngòi bút hiện thực kết hợp chất trữ tình sâu lắng ẩn chứa trong từng câu chữ, từng hình ảnh đã thể hiện nỗi cảm thông và niềm cảm phục tự hào của tác giả cũng như biết bao người. Chính vì vậy mà cố thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng nhận xét: Văn tế nghĩa sĩ Cần Duộc là khúc ca những người anh hùng thất thế nhưng vẫn hiên ngang. Trên màn hình chúng ta là hình ảnh bức tượng đài người nông dân nghĩa sĩ Cần Duộc đã được nhân dân ta tạc nên. Tượng đài bia đá nhiều khi sẽ bị hao mòn vì thời gian, nhưng tượng đài nghệ thuật về những người nghĩa sĩ nông dân được dựng lên trong lòng người thì mãi bền vững và bất diệt. Nếu như Nguyễn Đình Chiểu đã dùng ngòi bút của mình để làm vũ khí chiến đấu, dương cao lá cờ yêu nước, cổ vũ tinh thần chống Pháp của nhân dân khắp Nam Kỳ lục tỉnh,
thì Nguyễn Khuyến đã mượn bức tranh thiên nhiên để gửi lòng yêu nước thiết tha của mình một cách thầm kín và sâu sắc qua bài thơ Câu cá mùa thu. Đây là bức tranh minh họa cho cảnh thu đồng bằng Bắc Bộ, một hình ảnh rất là dịu nhẹ và đơn sơ. Đến với bài thơ Câu cá mùa thu, chúng ta cần có những nét lưu ý về tác giả Nguyễn Khuyến. Đây là một trong những nhà nho yêu nước và là một trong những nhà thơ nổi tiếng của dân tộc Việt Nam. Nguyễn Khuyến đã để lại nhiều tác phẩm và đặc biệt ông đã từng được nhận xét là nhà thơ của làng cảnh Việt Nam. Vẻ đẹp thiên nhiên và lòng yêu nước thầm kín của tác giả Nguyễn Khuyến đã được thể hiện qua bài thơ Câu cá mùa thu với sự ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên của quê hương đất nước qua bức tranh làng cảnh mùa thu nông thôn Bắc Bộ. Ao thu lạnh lẽo nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé tẻo teo, sóng biếc theo làn hơi gợn tí, lá vàng trước gió khẽ đưa vèo, tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt, ngõ trúc quanh co khách vắng teo. Vừa rồi cô đã đọc lại 6 câu thơ trong bài thơ Câu cá mùa thu của Nguyễn Khuyến. Ở 6 câu thơ này, chúng ta thấy tác giả đã tái hiện lại khung cảnh của bức tranh mùa thu ở đồng bằng Bắc Bộ với những hình ảnh rất gần gũi thân thuộc, đó chính là ao thu, là chiếc thuyền câu hay là ngõ trúc. Và chúng ta cũng nhận thấy được những sắc màu ở đây cũng rất dịu nhẹ, đó chính là màu vàng của chiếc lá thu, màu xanh của sóng biếc, của tre trúc, của bầu trời. Và sự chuyển động ở đây cũng rất nhẹ nhàng. Chúng ta có thể cảm nhận được những con sóng ở đây chỉ hơi gợn tí, những chiếc lá vàng chỉ khẽ đưa vèo và những đám mây trên trời cao chỉ bay lơ lửng. Tất cả những hình ảnh, sắc màu và sự chuyển động ấy đã tạo nên một cảnh thu đẹp, hài hòa, bình dị nhưng cũng tĩnh lặng và đựng buồn. Bên cạnh vẻ đẹp thiên nhiên ấy, ta còn cảm nhận được nỗi buồn lắng suy tư của nhà thơ trước cảnh sắc mùa thu chốn quê nhà. Nỗi buồn lắng ấy đã thể hiện qua tư thế và âm thanh ở hai câu thơ cuối của bài thơ. Tựa gối buông cần lâu chẳng được, cá đâu đớp đọc dưới chân bèo. Tư thế tựa gối buông cần, phải chăng đây là tư thế của một người đang mang trong mình một nỗi niềm sâu lắng. Tựa gối buông cần, nhìn có vẻ là nhàn nhã, nhưng thật sự chúng ta lại thấy rằng ông chỉ nhàn thân chứ không nhàn tâm. Và âm thanh trong bài thơ, đặc biệt là âm thanh tiếng cá đớp mồi dưới chân bèo, đã được thể hiện ở cuối bài thơ, đã cho chúng ta thấy rõ được bút pháp nghệ thuật rất độc đáo mà Nguyễn Khuyến đã sử dụng, đó chính là nghệ thuật nét đậm tả tỉnh. Cá đâu đớp đọc dưới chân bèo. Ở đây câu thơ có thể được hiểu theo nhiều cách. Cá đâu tức là tiếng cá đang ở đâu đó đớp đọc dưới chân bèo, nhưng cũng có thể hiểu cá đâu tức như là đâu có tiếng cá. Nhưng dù hiểu theo cách nào thì Nguyễn Khuyến cũng đã rất thành công khi khiến cho ta cảm nhận được bức tranh thu ở đây vô cùng vắng lặng. Và sự vắng lặng ấy đã góp phần thể hiện nỗi buồn cũng như sự bất lực của nhà thơ trước thời cuộc. Và nỗi buồn ấy cũng thể hiện được nhân cách cao khiết cũng như tấm lòng yêu nước của nhà nho Nguyễn Khuyến. Chính thái độ bất hợp tác với giặc và nỗi buồn đau cho tình cảnh của đất nước cũng là một trong những biểu hiện của lòng yêu nước của nhà thơ. Tóm lại, qua bài thơ Câu cá mùa thu, chúng ta đã cảm nhận được lòng yêu nước thầm kín của tác giả được thể hiện qua tình yêu thiên nhiên và tâm sự đầy đau buồn trước thời thế. Vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu nội dung văn học yêu nước chống Pháp nửa cuối thế kỷ 19 qua hai tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Duộc và Câu cá mùa thu. Bây giờ cô mời các em cùng đến với phần nhận xét. Về nội dung, hai tác phẩm đều thể hiện tinh thần yêu nước với những nét đặc sắc riêng. Tác phẩm Câu cá mùa thu đã thể hiện được tình yêu thiên nhiên và lòng yêu nước thầm kín. Còn đối với tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Duộc lại thể hiện được vẻ đẹp hình tượng hào hùng của người nông dân nghĩa sĩ.
Bên cạnh đó, sự thành công của hai tác phẩm này còn được thể hiện qua những nét độc đáo về nghệ thuật. Cả hai tác giả đều sử dụng chữ nôm với những hình ảnh và cách diễn đạt gần gũi, quen thuộc, mang sắc thái của từng vùng miền. Có sự phá vỡ hệ thống ước lệ vốn có trong văn học trung đại. Ví dụ như, trong bài thơ Câu cá mùa thu, Nguyễn Khuyến dù sử dụng đề tài rất quen thuộc trong trung đại, đó là đề tài về mùa thu. Nhưng những hình ảnh được đưa vào trong bài thơ lại rất gần gũi, quen thuộc với cuộc sống của người dân, đặc biệt là với người dân ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. Còn đối với bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Duộc, hình tượng được tạo nên trong bài văn tế này không phải là hình tượng ước lệ như trước đây nữa, mà đó là một hình tượng có thật được xây dựng bằng hồi bút hiện thực. Đó chính là hình tượng người nông dân nghĩa sĩ trong trận công đồn giặc ở Cần Duộc. Bên cạnh đó, Nguyễn Đình Chiểu cũng đã sử dụng thể văn tế với thủ pháp tương phản, cấu trúc của thể văn Điền Ngẫu cùng với ngôn ngữ vừa trang trọng vừa dân dã, mang đậm sắc thái Nam Bộ. Đặc biệt, qua bài văn tế này, tác giả đã tạo nên một âm điệu bi tráng, hào hùng. Còn đối với Nguyễn Khuyến, ông cũng đã rất thành công với bút pháp thủy mặc đường thi và vẻ đẹp thi trung hữu họa của bức tranh phong cảnh. Với bút pháp lấy động tả tĩnh, Nguyễn Khuyến đã giúp cho người đọc cảm nhận được khung cảnh tĩnh lặng như nụ buồn nơi đây. Cùng với việc sử dụng hệ thống từ lái rất tinh tế và khéo léo, Nguyễn Khuyến đã góp phần thể hiện được nét đặc sắc riêng của bức tranh mùa thu. Trong bài thơ này, ta còn thấy được một tài năng nữa của Nguyễn Khuyến, đó chính là cách gieo vần eo. Vần eo ở đây được xem là tử vận. Không phải ai cũng có thể sử dụng được vần eo này, nhưng Nguyễn Khuyến đã rất thành công khi sử dụng vần eo đó. Các em học sinh thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm hiểu xong nội dung của văn học yêu nước chống Pháp được cuối thế kỷ 19. Để giúp các em sâu chuỗi lại những đơn vị kiến thức đã học từ đầu tới giờ, cô mời các em đến với phần thứ ba, đó là phần tổng kết. Văn học yêu nước chống Pháp nửa cuối thế kỷ 19 được thể hiện qua hai thái độ của sĩ phu yêu nước trước thời thế, cụ thể là qua bài văn tế nghĩa sĩ Cần Duộc, thể hiện vẻ đẹp của người nghĩa sĩ nông dân trong buổi đầu chống Pháp, và qua bài thơ Câu cá mùa thu, thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên và lòng yêu nước thầm kín. Trong bài văn tế nghĩa sĩ Cần Duộc, Nguyễn Đình Chiểu đã xây dựng nên hình tượng một người nông dân từ cuộc sống lao động khổ cực đến cuộc đời chiến đấu anh dũng vẻ vang. Và sự hy sinh của họ đã tạo thành bức tượng đài nghệ thuật bi tráng về người nông dân nghĩa sĩ dưới hồi bút của tác giả. Đối với bài Câu cá mùa thu, Nguyễn Khuyến đã thể hiện được vẻ đẹp của bức tranh thu vùng đồng bằng Bắc Bộ, và qua đó ông cũng đã thể hiện nỗi u hoài của mình trước thời cuộc. Để giúp các em củng cố cũng như vận dụng những kiến thức đã học cho quá trình học tập sắp tới, cô mời các em đến với phần luyện tập. Trong phần luyện tập này, cô sẽ gửi đến các em hai bài tập nhỏ như sau. Bài tập thứ nhất, cô có yêu cầu như sau. Các em hãy tìm đọc thêm một số tác phẩm văn học có cùng chủ đề yêu nước, chống Pháp nửa cuối thế kỷ 19. Ở bài tập này, cô có một vài điều cần lưu ý. Khi thực hiện bài tập này, các em chú ý cho cô về chủ đề nội dung, đó chính là yêu nước chống Pháp. Thứ hai là chúng ta chú ý về thời gian, đó là ở giai đoạn nửa cuối thế kỷ 19. Bên cạnh những tác phẩm khác của hai tác giả mà cô đã giới thiệu với các em ngày hôm nay, đó là Nguyễn Đình Chiểu và Nguyễn Khuyến, thì các em có thể tìm thêm các tác phẩm khác ở những nhà thơ khác, những tác giả khác, ví dụ như là của tác giả Nguyễn Thâm hay là Phan Văn Trị. Bài tập thứ hai, hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 200 từ trình bày suy nghĩ về trách nhiệm của bản thân đối với đất nước trong giai đoạn hiện nay. Đối với bài tập thứ hai này, cô cũng có một vài lưu ý về hình thức và nội dung. Đầu tiên là về hình thức, các em chỉ cần viết cho cô một đoạn văn ngắn với dung lượng khoảng 200 từ. Về nội dung, các em làm nổi bật trách nhiệm của bản thân đối với đất nước, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay.
Các em chú ý, trong giai đoạn hiện nay có rất nhiều vấn đề mà các em có thể liên hệ để đưa vào đoạn văn của mình. Với hai bài luyện tập mà cô vừa gửi đến các em, cô hy vọng rằng sẽ giúp cho các em vừa củng cố lại kiến thức về văn học yêu nước chống Pháp nửa cuối thế kỷ 19, vừa giúp cho các em rèn luyện kỹ năng viết văn của mình. Các em học sinh thân mến, buổi học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Chúc các em thật nhiều sức khỏe và đạt được thành tích tốt trong học tập. Cô xin cảm ơn và hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau.